xin chào tất cả bạn đi con. Anh Tư Khải TV. Ủa mà nay anh Tư định quay clip gì mà bắt tụi em dắt cả mấy chục cái chú về vậy anh Tư? Mỗi cái dai luôn anh Tư. À tôi biết rồi, anh Tư kêu mình dắt chú về bầm cho vịt tàu ăn chứ gì mà. Sai, vịt ăn là 1-2 cây thôi, lấy gì cái đống vậy? Cả làng vịt ăn không biết chừng nào mới hết mày. Mày bày xa chơi ngồi tao biết mà. Ủa mày biết gì bằng hữu? Bữa nay cha tao cho đó là người cuối cùng còn ăn cái chuối rồi mày ơi. Adu. Anh hai nói lại càng sai, anh ngu người đâu phải vịt đâu mà ăn cái chuối. Ăn cái chuối nghe còn được. Thôi chơi cha nói luôn đi cha. Đúng đúng. Thì mấy đứa nãy giờ nói chung đón tới đón lui thì đón điều chút quất. Trời ơi. Thì anh thấy mấy đứa là có cái sở thích là lứt là bơi lội và tắm nước phải không? Dạ. Đó thì ngày nay mấy anh em mình sẽ làm một thử thách nha các bạn. Đó thì mấy anh em mình đi gom tổng cộng là được mấy chục cái chuối nha. Đó mình để bên kia. Đó bây giờ mình sẽ kết thành một chiếc bè lớn ở dưới cái địa này. Đó. Và mấy anh em mình sẽ sinh tồn 24 giờ trên bè chuối. Wow. Mà anh Tư ơi, bè chuối nó nắng rồi quá, nó trống lỏng mà sao mình chịu nổi anh Tư? Tại sao mày không thông minh vậy, đi chuột thì mình làm nhà trên cái bè chuối luôn. Đúng rồi. Thì nói chung mấy anh em mình kết thành cái bè rồi mấy anh em mình sẽ làm một cái mái nhà để mấy anh em mình sinh tồn mới được chứ. Dạ. Đúng rồi, trống lỏng vậy ở qua đêm sao ở được mấy đứa. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu làm thôi. Sao mà hồi kết nối thì mấy anh em mình đã kết thành cái bè khổng lồ rồi bạn ơi. Rồi, xong rồi chơi. Quá đỉnh luôn. Xong rồi. Nhưng mà không biết nó nổi được không mấy đứa. Nổi được rồi nha, dưới sức mà. Lên thử qua, lên thử. Thôi mấy đứa lên thử hết nha cái tay của mình coi. Này anh Tư, lên hết theo luôn nè. Mà cái này thiếu gì biết anh Tư? Thiếu gì? Thiếu mấy tấm dán lót rồi nữa là ngon luôn á anh Tư. Chà, thiếu mấy tấm dán lót bên là tóm băng đi mình ngủ được luôn á nha. Đúng rồi, chứ vậy ngủ nước nước mình là sao được, đúng không? Có nước vậy. Trời ơi, mấy đứa đi lấy dán đi, bữa nay mình sẽ lót lên nha. Quá, dư sức luôn nè nha, dư sức luôn nè nha. Nhưng mà mấy đứa phải chiên ngồi đều mấy đứa ơi. Dạ. Mấy ngồi một bên, còn bên kia nó trong trên quá, nó vô nước kìa. Dạ. Thôi, vô lấy dán mấy ơi. Đi, đi. Giờ mấy nay mình sẽ lót dán lên mấy đứa ơi. Dạ. Đây, mình đã chuẩn bị những tấm dán bạn ơi, lôi lên mấy đứa ơi. Mấy đứa đừng cho ướt nước, nó nặng lắm. Dạ, dạ. Nước nó nặng lắm, đừng cho nó ướt nước. Để nó lại mấy đứa ơi. Kéo lên đây. Những tấm dán này lên thì nằm im lưng nha. Đừng cho nước nước quá mấy đứa ơi. Cho tấm đá giữa đây. Đi tấm giữa đây. Rồi quá đã luôn. Thất thôi. Rồi ok quá im luôn. Rồi hai tấm hai bên. Hai tấm hai bên nữa. Ôi nổi phình luôn bạn ơi, đã quá. Quá ngon rồi. Nổi phình luôn rồi. Còn cái này hồi mình nẹp đây nữa anh Tư ơi. Rồi. Mới để lên đi. Rồi quá đã rồi. Tại bây giờ mấy đứa lấy cái tấm bạc xuống đi. Nè lấy bạc xuống đi, lấy cây xuống, mấy này mình sẽ làm cái mái nhà để mình che. Để lên chảnh hết đi. Đó chìm mấy cây lên nữa. Nè 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 nè. Rồi cầm lên, cầm lên. Nè chìm mấy cây lên nữa rồi. Xong cái nhà ở trên mặt nước chuối. Ờ đúng rồi, trên chuối. À, quên. Thì nói chung cái chuối trên mặt nước vậy cũng được các bạn ơi. Bạn thấy không? Không ngờ nó nổi ngoài sức tưởng tượng luôn mấy đứa ơi. Wow. Đây, trời ơi, đây thì cái team mình có 5 người nè, đó, cộng với mình là 6. 6 người. Thôi Tư không có quyền gì ngồi đây anh Tư đi đi. Đi đi. Lý do. Dạ. Anh Tư cũng phụ làm quá trời quá đất luôn mà mấy đứa nói vậy không đúng rồi. Cha cha cha, cái này mà nó khô hơn cha là mình nằm vô là không ướt áo luôn cha. Đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ mấy anh em mình nghỉ ngơi chút đi. Dạ. Thì mấy anh em mình sẽ đi bắt ốc hai
nào, để mấy anh em mình về để mình ăn cơm mấy đứa ơi. Dạ. Đói bụng rồi. Dạ. Thôi giờ ngồi với mấy đứa ơi, nằm nghỉ ngợp đấy. Trời ơi, đá đã luôn bạn ơi. Ở đây có cây chèo nữa nè anh Tư. Đúng rồi, có cây chèo luôn hả? Chi anh qua luôn luôn. Ở đây thì nói chung thì cái này nó cũng khá là mát mẻ nha bạn. Tại vì ở nước nè bạn thấy không? Trời ơi, cái mặt nước nó lên hơi nó khá là lạnh luôn mấy đứa ơi. Tối nay ngủ mấy đứa nè. Chiều co luôn nha. Dạ. Tối nay là em ngủ trong cái bé ngủ mấy đứa ơi. A few moments later. Giờ mấy anh em mình sẽ đi bắt ốc về luộc sả ăn nha các bạn. Tụi bay tranh thủ bắt nhiều nhiều lên về luộc ăn cho đã thôi. Ok. Đa số ốc mùa này thì nó mập ú nu thù lù như phát triển luôn bạn ơi. Ủa bỏ nấm hay gì mà anh chơi em? Anh có 60kg à. À đù. Vậy là anh sắp sửa thành heo rồi đó. Hai bê bắt con nào mà bay nói chiều với bay. Trời, đi bắt ốc phải có ốc chứ mày. Đây nè, một đống luôn nè. Đây, ngay ê, tao vừa nằm đường rồi. Ôi nhỏ luôn, tích cực ơi. Không nè, tao ốc con. Bỏ con bên đi. Ôi, 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 con giữ. Ôi, những con mày rộng rộng kìa, đây nè, đây nè. Một cái kỹ vô nhìn của cái đó của mày. Dễ mà được, mình đi rộng về cá trả cho mày ơi. Đúng rồi, vài bữa mình đi ra cá lóc là được á. Ôi, vậy tranh thủ bắt đi bê ơi, đừng có nói nhiều nữa là hồi chiều mới nói á, bắt đi. Ê, cái chuột bắt cỡ nhiêu mày? Bắt đầy xong á đi mày ơi. Giữ đi mày, ăn xong hết mày. Trời ơi, mình sinh tồn mà mình phải bắt nhiều nhiều đó mày. Chứ lỡ mình nửa đêm đang ngủ, tự nhiên bụng sôi ọt ọt là chết luôn á. Đúng rồi, thôi cho thủ bắt lẻ với anh ơi. Ôi Hiệp ơi, mấy cái mương này nó khô mà kiếm chỗ nào mà nước đọng lại chắc chắn sẽ có cá Hiệp ơi. Ừ. Sao mà con này cạn nước hết rồi bạn ơi. Qua bên đây đi. Đâu? Đây nè. Ôi, chỗ này ngon luôn mà. Ừ. Nước có chút xíu à. Ừ. Để coi thử coi. Ôi. Như con cá này ơi. Ôi, cái chạy luôn xinh luôn à. Ôi, xuống. Trời ơi, lúng quá. Cá này ơi. Quá trời ơi. Sao mày bắt đây tao chặn đầu đi cho. Ừ đúng rồi. Tao chạy xe chặn đầu đi cho. Đúng rồi. Dạ đây, tao dí lại cho. Đó, bác. Được bác. Ê, Hiệp, đứng đó nha, đứng đó mọi người kỹ nha, tao đứng xe chặn lại nè. Thôi chỗ này tôi nghĩ dắt được rồi. Đó anh em mà hổ. Ừ. Có ốc rồi mấy. Ừ, có ốc luôn, bắt hết luôn. Có gì vậy ta? Chừng vô cái lóc tới chuyện luôn Hiệp ơi. Chịu không có ăn đó. Ừ. Ngồi vậy. Ủa sao đây còn cái cây nhiều vậy? Sao hổ?
Để tao mò thứ ơi có không? Ê Hiệp, mày cầm thúng Hiệp ơi, để tao mò cho Hiệp. Cái mương này tao nghĩ chắc có nhiều em cắt khủng ở đây Hiệp ơi, dám mò Hiệp ơi. Trời, chỗ này bí ẩn quá mọi ơi, tao sợ ma quá. Trời ơi, ban ngày ban mặt làm gì có ma mày. Ê ba kia mày ơi. Trời ơi, ban ngày ban mặt làm gì có ma mày. Trời ơi, tao mới chơi mày cũng sợ nữa. Trời ơi, thằng này hú hổ không biết tao sợ ma không mày. Mày đúng là đồ nhát gan tao đó. Thôi tranh thủ mời mày ơi, trời sụp tối kìa. Thôi giờ tao bỏ thùng tao mò chúng mày luôn, nhìn mày mò chậm quá. Ôi Hiệp ơi, Hiệp ơi, mày đụng cá lóc bị chảy luôn Hiệp ơi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ờ thôi. Ờ ba, thôi ba. Mở đi, mở đi. Mày đụng cá lóc bị chảy heo luôn à. Mày giết mày đi. Cậu thả. Ủa tao mới đụng đâu mày ơi, chạy đi. À, có con gì nó cắn con của mày ơi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi gì em. Ra nó cắn dưới đây nè. Đâu rồi, đâu rồi. Ghét, ghét, ghét. Con gì á. Coi con cá. Con cá ở đâu, đâu, đâu. Nè. Ôi, cái lóc nữa bạn ơi. Chạy nó chui quần mày luôn hả. Rồi, mày sao chạy được anh? Thôi vậy mình về đi. Ừ, về về về. Ừ, về về lại mày ơi, chứ không mấy tối nè. Không biết mấy tụi kia có bắt được gì không nữa. Về thôi Hiệp ơi. Ừ, đi đi. Để cầm phụng cho cẩn thận chứ mấy hồi lọt hai em cái là tính chuyện luôn á. Ừ. Thôi về Hiệp ơi, về. Rửa ốc túc nữa luộc ăn đó Pháp. Ok. Ủa mà sao hai em với anh Hiệp sĩ đi bắt con gì mà lâu như ta. Bắt được chưa tới giờ luôn á. Anh về tới nè. Nói vậy hả? Ừ, nãy ai kêu tao ra vậy? Ủa mấy mày bắt có gì không mà giờ mới về tới chứ hả? Trời ơi, không biết nay tao xui làm sao á, đi bắt được có 2-3 con mắt à. Họ được bay cho tao ăn nhé nha mày. Ê bạn, mắt không có đồ ăn, ăn thì đừng có ăn mấy này của mình nha bạn, nghỉ nha bạn. Mấy bay còn coi hai tao là đồng đội không vậy, quay sinh tồn cũng như là người một nhà mà. Đúng, đúng. Ê, muốn ăn kêu tụi tao đại ca đi cho mày ăn. Ê đại ca cho mấy tụi em ăn với, sớm giờ bắt không được gì với được có 2 con cá lóc à. Đâu? Nè. Trời ơi, mới nãy tụi bay cũng khinh thường tao mà. Thôi nó chơi thôi, mấy nay mình làm không đổi mà. Thôi nó ăn đi bay ơi. Thôi nó chơi thôi đi, nó ăn bay ơi, lẹ bay ơi, trễ rồi, tối rồi. Ok, giữ mình đi. Rồi. Giờ mấy anh em mình sẽ bật bếp ga lên và đồ ống nha bạn. Bật lên thôi ơi. Ủa cái gì mày? Cái rồi mày ơi. Ốc bu luộc xả ăn với cơm mẻ là hết bài luôn mày ơi. Đây chén cơm mẻ thôi mà. Nó là nhằm nhằm tô cơm mẻ. Ôi mày chút chấm ốc là thay lắm ơi. Còn mấy anh em mình sẽ châm lửa lên đi đốt nhà. Ủa là không phải không ơi. Anh em mình châm lửa lên để ăn nước cá. Đây đốt nhà tớ chịu quá. Đúng rồi. Bây giờ mình lưu mẹ mày. Đây. Bây giờ mình đợi cho lửa nó cháy. Sao mà em cá nó chín là ngon luôn hả mày ơi. Ủa món cá nướng ăn ngon bằng món ốc luộc xả không mày? Trời ơi, trên đời này không có món gì qua món nướng đâu mày ơi. Thôi lạnh quá bạn ơi, giờ sẽ lấy áo mình bận cho bạn. Áo sáng thì mình phơi khô bạn ơi. Ơi phải áo mình để tuốt sau. Ê tụi bay lẹ ngay chúng tao bây ơi. Ok, đem liền vô bếp lửa cho hen. Thôi bảy liền cho anh. Ủa mà nấu lửa. Ủa bạn ơi bạn, nấu cũng phải có kỹ thuật phun khói đồ đàng hoàng nha mấy bạn. Thôi bạn ơi, nó ha. Đó đây. Nè. Đồ ăn cái áo xanh trên kia. Áo xanh. Nó hay quá không dễ rồi. Quá chỉ đem vô đúng lửa được rồi. Wow. Nè. Quá, mặc vô thì bơi. Lạnh lắm nè. Ôi, trời đang lạnh mà ngồi ngay bếp lửa là thầy luôn heo mà ăn. Còn đội tao nằm dưới đây hơi nước lạnh quá bay ơi. Ủa hồi trưa bay nói nhà này nực mà. Trời ơi, giấc trưa mà trời chói nóng muốn chết. Còn giấc chiều hen, trời ơi bốc hơi nước lên lạnh muốn chết luôn ạ. Trời ơi, con người của mày sao nắng mưa thất thường dữ vậy? Đúng rồi anh Tý, sinh thiếu than ghét gió kỵ mùa sương mà. Đúng rồi, cái thằng này nắng không mưa mưa không chịu. Để giờ tao làm bài thơ cho bay nghe. Trên đây cá nướng thơm ngon, ở dưới ốc bu luộc chẳng ngon bằng này. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Hay quá mày ơi, nhà thơ có tiếng ơi, vỗ tay. Ôi bay
trên kia bay, nó có ngắm thôi nó khịa mình bay, giờ mình có câu thơ mình khịa lên nó bay. Tao nè, tao biết câu thơ đáp lại nó luôn nè. Đâu đáp đi. Tụi bay nghe nghe. Ok. Ốc bu luộc xả thơm lừng, ai như cá nướng khét đen thúi hình. Hay quá hay. Trời ơi, dân chương trình ai vậy bay vậy bay? Thì nhà thơ phát triển nè. Trời ơi, để tôi đưa nhiều chuyện cá khét hồi nào không hay bằng hữu ơi. Đừng trở 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 đi bằng hữu. Để tôi kẹp vô, tôi kẹp vô. Tại vì chịu không xong nữa đây cây. Đó. Ôi trời. Ở đây đây, dính vô, dính vô, dính vô. Dính vô nhẹ nhẹ. Nó cãi cái là xong luôn á. Tại mày cứng tình lắm á. Ê Hiệp, có chín chưa Hiệp? Ờ chín rồi mày ơi, gấp ra mày ơi. Ừ rồi, lốt đâu ta, lốt đâu Hiệp. Ừ, lốt đây. Lốt đây không ta? Ừ, xích đây, xích đây. Gấp ra, gấp ra. Ôi trời. Ủa mày lấy lá chuối mày nổi tao mày. Từ quá đã mày ơi, tao lấy chú quá đẹp. Thôi tao thể hiện siêu Saiyan của tao. Ừ, bóp tay luôn đi. Wow. Ê, coi chừng lòng mua nghĩa ăn nha mày. Wow, quá đã lắm ta. Ủa con này bự nè. Con này nãy hình như tao bắt gì mày. Mày, tao bắt mày ơi. Ừ, mày bắt hả? Ừ. Thôi đợi kia lên đây ăn luôn nè. Ôi, lòng mương. Trời đó. Ôi, ốc chín chưa bay? Chưa mày ơi. Thôi, chưa lên nè, ăn của tao trước nè. Thôi, bay đã tao lại ốc nè. Ok. Đây, giờ là xích nó ăn đây. Ở đây sợ lọt mương quá mày ơi. Đây, xích đây luôn. Ôi trời. Bà kè này té mương nó mày. Nè lên mày ơi. Lên đi, lên thêm đi. Màu cá mới chín luôn nghe mày. Thơm ngon nước mũi. Đây, nướng nước chấm thần thánh đó mày ơi. Để thử miếng cơ mẹ. Ôi, quá ngon thì Minh. Sao em, ngon không? Ngon. Tao chưa ngon mày á. Nè mày ơi, phát triển qua đây, phát triển qua đây ngồi nè. Ngồi em, mình ăn luôn đi. Mày lặn luôn hả? Không, ngồi như này mày. Ủa bất khứ mày ơi. Ôi, hồi nãy tao tưởng là cái này là chưa chín mà ai ngồi gỡ ra ha, ngoài da thôi. Khoan, đừng riêng chậu khép đi, đi ăn ung thư chết đi. Tháo da ra mày. Làm gì cũng phải kỹ chút đi. Ừ, lấy con tay cạo đại tí. Ừ, lấy nó. Ừ, thịt hả? Trời ơi, nhìn thịt của con cá nè. Wow, quá đã luôn rồi. Trời ơi, cái đầu con cá rớt luôn nè. Quá đã rồi. Cá quá ngon. Bê, ăn bê ơi, ăn đi. Trời ơi. Thử miếng cá nè. Mời bạn ăn nha. Ủa, miếng cơm mẻ kìa. Cá chấm cơm mẻ. Mời bạn nha. Ngon không? Mày miếng cá. Ngon ha. Ngon mẹ. Ôi, nè mày ơi. Tới mình luôn. Nè. Quên miếng cơm mẹ nè. Mời bạn nha. Cá hồng quá ngon rồi. Mời bạn luôn nha. Mời bạn. Rồi mời bạn nha, quên miếng cơm mẹ. Wow. Quá tuyệt vời rồi. Rồi, mời bạn luôn nha. Quên miếng cơm mẹ này, nghe nói mấy này cơm mẹ là ngon đúng không? Ừ, bữa thử này Hiệp. Đó, cơm mẹ nha, mời bạn nha. Cơm mẹ chua chua, cay cay. Ngon. Ai làm mày? Ừ, ngon quá. Nào làm cho ta. Cái mẻ nào làm ấy. Đây mời bạn làm miếng cá mà nè. Đây chấm. Đây bạn. Quá đã luôn. Quá đã luôn ha. Ăn nha. Cá nó ngọt mà cái này chua chua với ngọt mặn mặn cay cay quá ngon luôn. Trời, miếng mày sao ngon miếng tao nè ba ké. Nè. Nè, mời bạn nha. Đó, gấp lại nè. Ôi, miếng cá trắng tinh luôn. Quá ngon mà. Ủa, cá nó hết thơm mà sao cái mùi vị nặng nặng cũng vậy? Ốc luộc. À đúng rồi Hiếp. Ốc quá ốc luộc mà. Chính rồi Bê ơi, chính rồi. Để con Bê, chính rồi Bê. Kéo xuồng vô ăn Bê ơi. Giờ mấy anh em mình sẽ lên xuồng để ăn ốc tiếp bạn ơi. Giờ mình dở lên để coi chín chưa nha bạn. Wow. Ôi trời ơi. Rồi. Chín rồi mày ơi, chín rồi. Chín chưa? Chín rồi nè, mẻ ốc hết rồi nè. Thôi gác là đợi xíu mày ơi, chứ không chín ốc ngon mày ơi. Ủa gì hả? Trong thời gian chờ mấy mày làm thơ đi. Thôi dân chương gì nữa giờ đó bụng mà mày ơi. Con nào biết bay phát biết phát. Biết không? Tao biết nè, tụi bay nghe không? Ờ nghe mày nói thử đi tí. Đang ngồi đói bụng ruột sôi. Ừ. Ốc kia chưa chín, tụi bay la ốc sùm. Trời ơi. Tụi thơ gì ai về thơ sình nữa. Thôi mở đèn luôn mấy ơi, tốt quá. Đây, đã mở chưa? Ừ, mở. Rồi, về.
Ủa cái lỗ mở đâu mà sao thiệt à, cũng sáng mày ơi. Thôi giờ tao thấy nó không mày ơi, chính là mày ơi. Rồi cái đầu nơ đâu đi để đầu nơ cho mày ơi. Rồi xuống xe ơi, con chừng em mà hổ. Mấy này nó cẩn thận lắm, họ rớt luôn hả? Đây nè. Ủa tao biết ra đi sao kìa. Ồ. Tao đẩy ra lên kia dưới ngồi để chút phút mình tao mày ơi. Mày dục cái bếp xuống luôn luôn đi cho nó khỏi phỏng. Thôi tao dục anh tươi trẻ đâu tao à. Ổng đâu mất tiêu rồi bay. Ổng caramel kìa. Thôi mấy đứa ăn đi mấy đứa ơi, nhiều chuyện quá à. Yeah. Xả ra ô. Đây, mình quay cục xả đây hả? Dạ. À, mình sẽ quay lại cục xả đây đây nha. Trời ơi. Chín chưa mấy đứa? Chín rồi anh Tư. Chín rồi chứ. Bỏ miệng là chín rồi đó anh Tư. Dạ, chả quá là thơm luôn bạn ơi. Mình thấy khá là thơm luôn. Rồi mấy đứa ăn thử coi cảm giác như thế nào nha. Anh nóng quá, nóng quá. Ốc mới chín khá là nóng luôn bạn ơi. Đây mình sẽ mời các bạn ăn ốc bu luộc trắng cứ mẻ nha bạn. Đây quất mẹ thiệt nhiều vô. Đây nè mời bạn nha. Ngon kìa. Đầu tiên là thiệt quá vậy, chua chua ngọt ngọt của cứ mẻ cay cay, ốc có vị ngọt với bay mùi cỏ quá là ngon luôn bạn ơi. Trời ơi thằng này giới thiệu cũng lâu lắc nữa, để tao ăn thử cái tay cái nó ngon. Hay, ủa tao thấy con ốc mình nó xíu vô cơm mẹ cút luôn bà ơi. Anh còn chậm hơn nữa để em review luôn cho. Đây ôi ốc nhanh cơm mẹ mời bạn nha. Mới vô thì thấy ăn chua chua ngọt ngọt cay cay của cơm mẹ rồi thôi ăn từ từ dai dai của ốc bạn ơi, ăn quá chắc miệng tay luôn. Không tin để anh ăn thử này. Thôi mình mời bạn ăn với mấy mẹ nhiều chuyện quá. Ui đã kìa. Trời ơi cơm mẹ nó cay cay nó chua chua, còn ốc thì nó dai dai. Còn giờ ngon quá không biết diễn tả nữa. Giờ ăn đi, để diễn tả hồi là mấy mẹ nó ăn hết à. Thôi mình mới bạn luôn mà ơi, nãy ông hèo quá chớn rồi. Nè 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 nè, quá đã luôn. Ăn cơm mẹ chua chua mà cay cay, nghe mùi xả, ốc nó dai dai giòn giòn, quá là miền Tây luôn, quá ngon lắm ơi. Ơi, đứa nào đang ăn được cái ổn bay. Trời ơi, mày nói yêu duyên quá à. Ai địch đâu xả hơi thôi. Trời ơi, nó xả hơi nó còn nói lớn nữa. Trời ơi, thường thường ta nói ăn ốc á là nó xả hơi nhiều bay ơi. Anh nói sai rồi, người ta nói ăn ốc nhiều nhiều hay là sẽ bị teo đó. Teo cái gì bất điện. Teo siêu là không có con luôn á. Chẳng lẽ giờ mình ăn ốc rồi chừng nữa không có con sao bay. Thôi giờ tao không ăn nữa đâu. Mày không ăn thì thôi, để anh em tụi tao ăn cho. Cảm ơn mày nhiều nghe. Mà hơi đâu mà nghe mấy cái lời đồn đại đó bay ơi. Đúng rồi, cha tao ăn ốc mấy chục năm nay đâu có teo đâu. Nếu cha tao mà teo á là đâu có tao ngồi đây đâu bay. Thằng ơi bạn ăn ốc quá nhớ để mấy vỏ ốc đúng nơi quy định nha bạn, không mà đi đạp á bạn đứt chân luôn bạn ơi. Đúng rồi, phải chấp hành an toàn vệ sinh môi trường mày ơi. Thôi nhiều chuyện quá lo ăn đi mày ơi. Sao mấy đứa nãy dặn thôi chưa? Dạ đó. Thì mấy đứa giờ đang làm gì đây? Đang ngủ. Trời ơi, ngủ mà lần đầu tiên tôi thấy luôn á. Đây, ngủ bạn thấy không lé đế mặt nước luôn nè. Cái nước này tối nay mấy đứa lạnh run luôn nè mấy đứa ơi. Dạ. Mà ngày hôm nay mấy anh tôi hỏi thiệt mấy đứa nha. Mấy đứa trải nghiệm sinh tồn mà ở ngoài cái địa này nè đó, mình trên mặt nước này mấy đứa thấy sao? Vui. Nhưng mà nói vui vui thôi chứ cũng có cực các bạn ơi. Thiệt chứ làm cái trò này rất là mệt luôn á. Các bạn nào thấy thương anh em mình, các bạn nhớ nhấn like đăng ký để mình cố gắng ha, làm nhiều thử thách sinh tồn hơn nghe các bạn. Trời ơi, chưa gì hết mà kể công rồi. Nhưng mà cực thiệt nha bạn. Thôi sáng giờ các bạn dắt mấy chuối này về đầm bè bạn. Cực lắm mà ơi, mà cái chiếc dai bạn nhầm ngủ sáng dậy coi khỏe khỏe là mình đi mới đi học được nha bạn. Chắc là tối nay em ngủ ngon lắm nè. Tao ngủ rồi, bây đừng có nói chuyện nữa nha. Thôi bây giờ mấy đứa ngủ đi nha. Dạ. Thôi bây giờ mấy em mình ngủ thôi bạn ơi, bye nha. Bye. Anh Tư chúc mấy đứa ngủ ngon nha. Dạ. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay mấy em mình đã trải qua một thử thách sinh tồn trên mặt nước. Dạ mấy em mình đã dựng một cái chòi trên cái bè khổng lồ này các bạn đó. Thì mấy em mình trải qua 24 giờ sinh tồn rồi các bạn ơi. Thì nếu các bạn này yêu thích mấy em mình hãy cho anh em một like, một đăng ký, một chia sẻ để mấy em mình có cái động lực làm những cái thử thách khác cho bạn xem nữa nha. Còn bây giờ mấy em hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nữa nha. Mấy đứa khoan, vậy mấy bye các bạn cái ngủ mấy đứa ơi, mấy bye. 1 2 3 bye 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 bye, bye. Rồi ngủ tiếp đi.